và cái lượng kinh nó sẽ giảm dần theo năm tháng, cuối cùng là mãn kinh hoàn toàn. Dấu hiệu để mãn kinh đấy là chúng ta có thể là sau 6 tháng không có kinh thì gọi là mãn kinh. Đã có bạn nữ nào kinh nguyệt từ 3 đến 5 ngày mà đột ngột chuyển xuống còn có 1 đến 2 ngày và cảm thấy rất là lo lắng chưa ạ? Xin chào tất cả các bạn, mình là bác sĩ Dương đến từ phòng khám đông y Tuệ Y Đường. Kinh nguyệt của chị em phụ nữ là một cái thứ gì đó rất là đều đặn và thể hiện cái sức khỏe sinh sản của chị em phụ nữ. Nhưng kinh nguyệt rối loạn và đặc biệt đấy là tình trạng kinh nguyệt bị ngắn ngày thì ảnh hưởng như thế nào? Và nguyên nhân dẫn đến tình trạng kinh nguyệt ngắn ngày như thế nào? Thì mời các bạn cùng xem video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu xem kinh nguyệt bình thường sẽ như thế nào. Thì một chu kỳ kinh nguyệt bình thường ở chị em phụ nữ nó xảy ra rất là đều đặn và chu kỳ sẽ kéo dài từ khoảng tầm 22 đến 35 ngày. Thì một cái chu kỳ kinh nguyệt bình thường xảy ra khi mà có hiện tượng bong cái lớp niêm mạc ở bên trong tử cung của chị em phụ nữ. Khi mà cái lớp niêm mạc này bong ra thì sẽ có máu kinh kèm dịch thoát ra bên ngoài và chị em sẽ thấy kinh nguyệt sự xảy ra đều đặn hàng tháng. Nếu như mà cái chu kỳ kinh nguyệt của chị em phụ nữ ngắn hơn 21 ngày này, lượng kinh ra ít, ngắn hơn 2 ngày, kèm theo lượng máu kinh nhợt nhạt, không hết một cái bang vệ sinh thì đấy được gọi là lượng máu kinh ít. Và cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng lượng máu kinh ít này rất là nhiều thì chúng ta sẽ liệt kê ngay dưới sau đây. Nguyên nhân đầu tiên kể đến đấy là tình trạng tuổi tác. Đối với lại những bạn mà đang ở độ tuổi dậy thì, khi mà cái nội tiết nó chưa ổn định thì cái chu kỳ kinh nguyệt chúng ta sẽ không được đều đặn và lượng máu kinh cũng có thể ít. Ngoài ra khi mà đến độ tuổi tiền mãn kinh, cái lượng hormone chúng ta bắt đầu giảm dần thì cái lượng máu kinh cũng sẽ giảm dần hoặc là bị rối loạn. Và chị em phụ nữ có thể là cảm thấy là 3 đến 4 tháng mà không có kinh lại đột ngột lại có kinh trở lại. Và cái lượng kinh nó sẽ giảm dần theo 5 tháng và cuối cùng là mãn kinh hoàn toàn. Dấu hiệu để mãn kinh đấy là chúng ta có thể là sau 6 tháng không có kinh thì gọi là mãn kinh. Nguyên nhân thứ hai là kể đến đấy là tình trạng không phóng loãng. Tức là chị em phụ nữ bình thường mỗi chu kỳ sẽ có một lần phóng loãng để trứng có thể rụng xuống và tụ thai. Tuy nhiên ở một số cơ địa đặc biệt sẽ có những chu kỳ kinh không phóng loãng, tức là cái chu kỳ đấy sẽ không thể nào mà tụ thai được. Thì những cái chu kỳ đấy cái lượng máu kinh có thể là sẽ ra ít hơn bình thường. Và chị em phụ nữ bình thường sẽ là 3-5 ngày và có thể chúng ta chỉ cảm giác là chỉ có 1-2 ngày là kinh đã hết rồi. Nguyên nhân thứ ba là tình trạng thiếu máu. Chị em phụ nữ chúng ta nếu như mà bị thiếu máu quá mức, ví dụ là mất máu quá nhiều này, hoặc là bị sau khi mà phẫu thuật thì máu trong cơ thể chúng ta phải cố gắng đi duy trì và nuôi những cái bộ phận quan trọng khác, ví dụ là máu này nuôi não, máu nuôi tim chẳng hạn, thì lúc đấy đặc biệt là kinh nguyệt chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì lúc đấy cơ thể sẽ không ưu tiên để nuôi dưỡng những cái bộ phận này. Chính vì thế kinh nguyệt cũng sẽ bị rối loạn, bị giảm đi, có thể là bị dài chu kỳ kinh ra này, hoặc là lượng máu kinh cũng sẽ giảm hơn bình thường. Một nguyên nhân nữa đấy là tình trạng tập luyện quá sức. Ví dụ là chị em phụ nữ chúng ta đang muốn giảm cân đột ngột này, hoặc là tập luyện một cái cường độ quá sức sẽ gây ra cái tình trạng rối loạn hormone trong cơ thể. Và chính cái sự rối loạn này cũng dẫn đến tình trạng bị kinh nguyệt ít hoặc là không ra kinh. Một nguyên nhân nữa thường xuyên gặp ở chị em phụ nữ là tình trạng stress. Khi mà stress căng thẳng sẽ giải phóng ra một hormone, đấy là hormone cortisol. Và cái hormone này đấy là làm điều hòa cơ thể chúng ta. Chính cái lượng hormone này sẽ làm cho cái thay đổi nồng độ estrogen trong cơ thể và dẫn đến tình trạng kinh nguyệt cũng bị ít đi hoặc là bị rối loạn. Một số trường hợp mà thiểu kinh sinh lý có thể chấp nhận được. Thứ nhất là tình trạng mẹ bầu, ví dụ là đang có thai thì dĩ nhiên là không có kinh nguyệt rồi. Thứ hai là tình trạng mà cho con bú, bởi vì mà khi mà đang cho con bú ấy, cái lượng mà prolactin ở trong máu rất là cao, và khi prolactin tăng cao thì sẽ làm giảm cái tình trạng tiết ra estrogen và progesterone. Thì khi mà hormone này nó bị thấp ấy, thì cái lượng kinh nguyệt của chúng ta sẽ không đều đặn, không qua kinh hoặc là lượng kinh rất là ít. Một số trường hợp bệnh lý mà có dẫn đến tình trạng mà bị kinh nguyệt rối loạn hay là thiểu kinh này, ví dụ là hội chứng buồng trứng đa nang này, hay là chán ăn sinh lý này, hoặc là những cái thủ thuật mang lại, ví dụ là hẹp buồng tử cung hay là viêm nhiễm, vân vân. Và cái tình trạng kinh nguyệt mà bị da ngắn và ít như thế thì khi nào chúng ta cần phải đi khám bác sĩ? Thì thường cái kinh nguyệt ít và ngắn thì chị em phụ nữ rất là không quá quan trọng và không để ý đến, nên là thường sẽ không đi gặp bác sĩ hay đi khám định kỳ. Tuy nhiên đối với lại những cái trường hợp đặc biệt sau đây chúng ta bắt buộc phải đi khám. Thứ nhất đấy là trên 3 chu kỳ mà chúng ta không có kinh, loại trừ trường hợp có thai thì chúng ta cần phải đi khám ngay. Thứ hai đấy là tình trạng kinh ra ít, có thể là máu ra giữa chu kỳ kèm theo đau bụng, rất là đau bụng, thì chúng ta cũng cần phải đi kiểm tra xem có cái bệnh lý gì cấp cứu hay không. Thứ ba đấy là ngoài tình trạng kinh nguyệt ít thì chúng ta cũng có dấu hiệu bất thường trên cơ thể, ví dụ là bầm tím mà không rõ nguyên nhân này, hoặc là chảy máu chân răng, chảy máu không cầm, thì chúng ta cũng cần phải đi khám xem có cái bệnh lý gì liên quan đến huyết học hay không.
Và thứ tư đấy là ngừng ngay tất cả những cái thuốc mà chúng ta đang sử dụng, ví dụ là thuốc giảm cân đột ngột này, hay là cái thuốc hormone gì mà không rõ nguồn gốc, thì chúng ta cũng cần phải đem đến để cho bác sĩ kiểm tra xem đây là thuốc gì mà có được sử dụng hay không. Và ở video bên trên thì bác sĩ Dương đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều kiến thức về cái tình trạng thiểu kinh ngắn ngày như thế nào, nguyên nhân ra sao và khi nào cần phải đi khám bác sĩ. Và để điều trị cái tình trạng kinh nguyệt ngắn ngày như thế nào thì bác sĩ Dương sẽ chia sẻ với các bạn ở những cái video tiếp theo. Và nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi gì về phụ khoa, nam khoa, da liễu hay cơ xương khớp, các bạn có thể comment xuống bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp tới số 0789 503 555. Một lần nữa, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.